Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Đồ Dọ. Mình đứng viên tào lao chào với đào Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là sân cà phê Sport, đường Kim Đồng, ấp Bình Phú, xã Tân Long, Nhân Trạch, Đồng Nai. Long Tân, xin lỗi các bạn, Long Tân. Ở đứng trước màn đóng kính Lâm là Sọc, Vũ và Cường Cao cùng chiến hai. Rồi. Còn bên kia là tem của Bảo và Nhật của Phước An. Một đều. Bao lâu rồi các bạn sẽ thấy Sọc trở lại kênh YouTube của Đại Lâm? Hay từ bây giờ là Sọc đang đứng biên số 2. Trọng tài là Công Quách. 2-1. Đây là xã ấp Bình Phú, xã Long Tân, Nhân Trạch, Đồng Nai. Một pha phát bóng ở điểm trực tiếp của tem Phước An. Phước An cũng là của Đồng Nai, xã Phước An, Nhân Trạch, Đồng Nai. 3-1. Sọc làm gì đây? Một pha xử lý hay vừa rồi của Sọc. 2-3. Vài năm trước Sọc là một trong những cầu thủ của Nhân Trạch, Đồng Nai rất nổi tiếng nha các bạn. Còn hiện tại bây giờ quá lâu rồi Sọc sẽ xuất hiện lại trên kênh YouTube của Lâm. Các bạn hãy chờ xem như thế nào đây. 4-2. Nghiêng về cho tem Phước An. Cường Cao. Vũ chì gì rồi, quá khó cho Cường Cao. Vũ trước đây cũng là một trong những tay solo kỳ rất hay. 5-2. Quá ghê cho Sọc. Chỉ có lưới mới chắn cho Sọc thôi. 6-2. Bóng ngoài. 3-6. Đặc biệt sân này là đánh 13 điểm nha các bạn. Tất cả các sân khác 11 điểm hoặc 15. Còn sân này thì chơi con số 13. 3-6. Một pha kết thúc không qua lưới gì rồi của Bảo. 4-6. Quá ghê. 7-4. Phản công cho tem của Phước An. Bảo. Một pha chấm bóng tốt của Vũ. Tiếp tục mũi giữa. Hai pha liên tiếp. 5-7. Quá ghê cho Sọc. 6-7. Một pha xử lý hay gì rồi của Bảo. 8-6. Một pha kết thúc hay gì rồi của bên xoài của Sọc. 7-8. Và kết thúc biên xoài tốt của Nhật của Phước An. 9-7.
Một pha trắng bóng quá hay rồi của Nhật trước cường cao 17. Mất banh 11-7. Quá lâu rồi sọc mới trở lại các bạn ơi. Cái cảm giác như sọc đang bật nhảy không được thoải mái lắm các bạn ơi. 8-11. Quá ghê chú Hảo. 12-8. Một pha đầy quy lực biên số 4 đi rồi của Bảo. 12-8. 13 tới. Ây. Cường Cao là người kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Tem Phước An vào bờ an toàn. 13-9. Phía bên ngoài là tem của Sang Tomo. Xin mời các bạn tiếp tục xếp thứ hai của cặp đấu này nha các bạn.